Rồi. Dân sao? Dân sao? Không biết. Lớn mình này, tôi đi dân dân sao giờ? Được. Không hề giả chân nha má. Không hề giả chân. Rồi dân sao vậy? Cá kìa. Xuống dân ha. Cho nên thật sự hồi nãy á, làng Kha nó không có tính lợi đâu. Nó đã đang tính suy nghĩ là ừ, thằng này nó có cho mình không ta, cái gì để xuống cái bò luôn. Mà tại vì cái ấp lưng nó chìm thiệt nên là Kha nó cũng quýnh cái này. Để em thử xô cho giá à. Cắm vô đầu đó, cắm xuống đây, đè đứng này đây. Cháy à. Lưới nó cá nó lòi lưới luôn mày. Cái hầm mà nuôi xấu quá à. Thiệt sự mọi người, mình có một cái chia sẻ đơn giản như thế này là mình nghĩ là rất hữu dụng trong cuộc sống của mọi người á. Là ai mà không biết lỗi thì đừng có đi xuống nước mấy chỗ sâu nha mọi người. Trời. Thiệt sự á, không phải đơn giản vậy đâu, là vì nếu mà mọi người mà không biết lỗi mà xuống nước chỗ sâu á là mọi người sẽ chết hụp. Hả? Ghê trời. Ôi trời, cũng đi video. Cũng đi video. Nắng quá mọi người ơi, thiệt là nắng luôn á. Có một sự thật là mọi người chưa biết. Sự thật gì á? Thì mọi người chưa biết thì tôi cũng không biết đâu. What the hell? Chỗ đâu? Nè nè nè. Giống cái hồng như vậy. Cái điêu hồng mà. À, cái này là mình mò dính nha mọi người. Mò ừ. Nha. Rồi luôn đây. Rồi, đem đây đi. Đem đây tụi mình gỡ. Thì hành trình gỡ cá nha mọi người. Trái cây coi này nè. Cái mỏ này giống mỏ con Khai chứ. Nè mỏ con Khai, bạn hay gì khác. Khai lên đây, nhớ bạn đâu mày để mày kìa Khai. Ai để mày trên này nè Khai. Rồi gất chùm lưới luôn rồi. Mày trên này nè Khai. Ai vậy, ai vậy? Lẹ lẹ lên đi, nhỏ bạn mày mới lại gặp dĩ kìa. Lẹ lẹ ơi. Lẹ đi. Để con gái này đợi lâu ba. Khủng nha. Mẹ, thời tới rồi nè. Thời con Kha tới rồi nha mọi người. Nè. Đâu dĩ chỉ nhỏ bạn đó ơi. Hả? Thì sau đây là hành trình gái cá của tụi mình nha mọi người. Thì mới nói về ăn uống tắm rửa thì trời cũng đã tối rồi nha mọi người. Thì bây giờ tụi mình sẽ chùm lửa để mà nướng cá. Sau đây là chúng ta sẽ đến với bạn ảo thuật của Minh Dĩ nha mọi người, nuốt lửa nha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tiếp theo thì sẽ là màn ảo thuật cuốn Kha nha mọi người. Đúng. Đúng. Dữ liền. Thì trong thời gian chờ đợi Kha nướng cá thì tụi mình sẽ đi làm nước chấm nha mọi người. Mì
Nếu muốn mà để làm một cái nước chấm có rất là ngon thì mọi người lên mạng học nha. What the hell? Ow, bit. Tôi sẽ cho vào đây 8 muỗng đường và 9 muỗng ớt, 11 muỗng muối. Tôi sẽ chia sẻ, thì sau đây tôi sẽ chia sẻ cái công thức mà làm muối ngon cho mọi người nha. Thì đó mọi người, đèo tiền. Cá gì? Để cho phi. Tao thấy con cá giống mỏ mày á. Đây mình cũng đã làm được một chén nước chấm rất là ngon rồi nha mọi người. Còn ngon hay không thì tụi mình biết chứ mọi người cũng đâu biết đâu. Thì cá sau một thời gian nó dần dặt với lửa thì nó cũng gần chín rồi nha mọi người. Thì sau một hồi thì cá nó cũng đã chín rồi nha mọi người. Thì anh chỉ cho mọi người, bình thường nó chị lắm. Lên like là nó chị trong họng không à. Ố lộn, lên video nó chị trong họng không mọi người. Mày cố nha. Lớp cá thì dễ thôi. Thôi, đưa dễ đây. Cũng mày tao quăng gần cảnh đi. Sao cắt cũng có đuôi vậy? Dĩa. Không biết cái dĩa ở đâu. Cái dĩa. Mình sẽ review thử món cá phi nướng này cho anh em nha. Mời tất cả mọi người nha. Từ từ. Ăn nó rất là giống cá phi nha mọi người. Như thịt ngọt. Thơm. Thịt nó rất là ngọt nha mọi người. Và béo. Thơm nữa. Béo nữa. Ý là tôi nói béo là hồi chiều tôi uống nước cốt dừa, còn đây không có. Bình thường đi nha bạn. Mình đã cảm ơn mọi người nha. Ăn đi. Mình đã cảm ơn mọi người nha. Nhảy chó. Cái cay. Rồi cho biết gì? Chết luôn. Nè cá ấy đũa này. Chết tâm nực lắm mày, phải có. Dễ miếng bự bự ra cho nó thơm thơm. Mày là cá người. Mày đang dẻ. Không dẻ à? Cái khác nhà. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video này của tụi mình nha. Thì mọi người yêu mến tụi mình thì hãy để một like. Một xé à? Bụng gai nha. Cho kênh tất cả tụi mình nha. Bye bye mọi người.